nha, mình quay cho cái một cái thiết kế cơ bản. Đây là hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô trong của bên cái dự án Amatina này. Thiết kế khá là hài hòa, bên ngoài được cốt đá của đá xanh và đá xanh. Đây có vỉa hè rất rộng luôn. Vỉa hè này nó phải 10 mét nhỉ? Vỉa hè này đến 10 mét. Đến quá 10 mét. Đây là một cặp không đập. Giờ không biết là chìa khóa nào. Khi lại nhà mình một khi thang mở hai căn 17 này mở được. Phía trước là một cái kinh đào. Đây nó gọi là khu kinh đào nhé. Cái này một con như này, cái kênh đào này mà chỗ kia nó làm cái cầu mái vòm ấy nhỉ, chuyển nó đi qua thì đẹp đúng không, kiểu mà cầu vòm đấy, đấy. Như kia chỗ quá thì cầu thuyền nó không qua được. Vỉa hè bên này, vỉa hè này rộng. Nó bố trí cái thang máy chỗ này cũng hợp lý nhỉ. Bây giờ mình phá cửa này là không? Không thì mình nằm căn đơn lập tiếp. Hai căn riêng mình nằm tiếp. Mình hẹn nhau dễ. Nhưng mà rằng không phá cửa ra thì nhiều người phát triển ra nó không ăn. Không mình đưa xuống hoàn toàn có mạnh. Đây là chúng tôi này thôi, chúng tôi đi lại sẽ được. Đúng rồi, có thay này. Nói chung cái cầu thang này gọn. Kiểu Grand của anh thì cầu mà căn thường thì căn nặng đi. Nhưng mà căn góc thì lại ngon. Thế mặt ba mặt giống nhau. Bộ gì ha? Tiếp phòng đẹp. Phòng rộng lắm. Một phòng rộng. Hôm nay chưa hai phòng rồi. Thiết kế vẫn là một cái thiết kế thôi, nhưng mà biết cái là nó nhà nó tận dụng được không gian. Ra cửa này, phía bên ngoài có cái
có cái vỉa hè khá rộng, chắc phải tầm 10 mét thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 mét, tầm độ 10 mét rưỡi. Đưa vỉa hè phía trước. Chỗ này thì làm nhà hàng khách sạn, quán cà phê, cái gì cũng được. Khá đẹp luôn. Đây mình quay một góc lên đi. Đây là cả một căn song đập luôn. Ok. Đó. Có vườn hoa ở giữa hai bên này. Đây không gian. Đây, quay một vòng. Hai bên hông, đối giáp hai nhà. Đấy. Đây. Phía đằng sau này. Đã là thoáng. Thoáng vô cùng luôn. Đẹp quá. Đẹp, rất là hợp lý. Đây, tường. Bên ngoài được ốp đá bằng đá, đá xanh Brazil. Cũng toàn bộ trên tường của tầng 1. Khá đẹp. Ra quay cái hệ thống kênh đào này. Kênh đào nước nước rất là sạch luôn. Tại vì không có cái nước thải qua đây. Đấy. Nhiều cá biển lắm đấy. Nhiều cá vô cùng. Cá này cắn cá đối này. Ôi ôi, ở đây nhiều cá lắm, toàn cá đối đấy. Đấy, chắc người ta nuôi hay sao ạ? Chẳng đấy, như cái cây cầu kia mà mình làm được mái vòm lên để thuyền đi vùng quanh cái này thì đúng là phải nói là đỉnh cao, tuyệt vời luôn. Đấy, thì đây nó làm cái chỗ cái được bậc cầu qua thấp quá. Nên đây là tổng cái căn của ông em, nhà ông em thiết kế cũng khá hài hòa luôn. Bốn tầng, ba tầng một tum, như thế làm bốn được, mái khá đẹp luôn. Đây không gian bao quanh là núi, đó. Đây, bao quanh là núi hết này. Đó. Đó.